Rồi chào mấy anh em độ chế nha. Hôm nay tiếp tục mới rã một con phun thuốc 4 bánh 2 cầu này anh em. Con hôm trước thì có cái sườn không thì em bán 10 triệu không có bánh nha. Còn con hôm nay là nó có bánh luôn. Đó thì nó có bánh. Thì anh chị nào mấy bữa thì cần bánh thì mua con này, còn anh em nào không cần bánh thì mua con kia, nhưng mà con kia bán rồi. Nhưng mà sườn thì bên em còn rất là nhiều những cái sườn 2 cầu này. Những cái sườn 2 cầu này bên em còn khoảng 5 6 cái. Nên là anh chị nào mua thì sẽ có cho anh chị hết. Nói chung là thích bánh có bánh, thích không bánh khó không bánh. Đó, con này thì còn gới nữa mà, gới rinh này, đẹp ha. Đó. À, số thì 3 tiếng một lùi, có nhanh chậm, có gài cầu, một cầu, hai cầu. Lái lái giữa, con này ngồi ngồi chính giữa ha. Thắng, thắng nè, ra chân nè, con bên kia. Đó. Hai cầu nha anh em. Cầu khô ráo sạch sẽ. Cầu khô ráo sạch sẽ, bánh. Anh em mua mấy hàng màu này thì anh em xem cho kỹ ha. Và anh em suy nghĩ cho kỹ trước khi mua. Đó, có nghĩa là mình mua về mình mục đích mình phải biết làm cái gì, và mình phải có nghề, mình phải biết độ chế thì mình mua ha. Còn em nào không biết nghề thì cho qua. Chứ anh em đừng có mua mà hỏi em mua cái này về làm gì ráp sao thì em cũng không có chỉ dẫn được đâu nha anh em nha. Tại vì đã biết rồi thì không cần chỉ, mà không biết thì chó chỉ cũng không biết. Con này thì hiện trạng là em để cục máy vậy luôn. Anh chị nào mua cái sườn thì em sẽ rớt cục máy xuống nha. Còn chị nào lấy luôn cái cục máy thì em sẽ bán luôn. Đó. Tình trạng sườn này thì nó dài, nếu mà tân tật từ trước ra sau là 3 mét nha anh chị nha. 3 mét. Sườn Nhật thì sexy, nó rất là dài anh chị biết rồi. Cầu trước cầu sau. Chục đăng rồi. Nói chung xe này là rin nguyên bản bên Nhật về, rớt xuống là bên em thấy xấu là không rã, không dọn và rã thôi nha. Đó, không qua sử dụng ở Việt Nam. Những xe phun thuốc này là không có hàng gọi là hàng Việt Nam đâu nha anh em, tại vì những dòng phun thuốc này đa số là bên Nhật không à. Còn Việt Nam những cái chỗ lân cận như chỗ em đồ này nọ thì người ta cũng không xài dòng này, nên là người ta cũng không có bán lại để mình mua mình rã đâu. Chẳng hạn như hoặc như mấy đào đồ, mấy đào đồ thì người ta mua về ta xài ngán ta bán lại thì có, còn những dòng này là không có đâu nha. Đó, nên là hàng nghĩa địa 100%, trên xe rớt xuống là rã. Con này đang dính cái bộ phun thuốc luôn nè. Máy dầu này là chạy động cơ 3 máy Mitsu ha. Chạy động cơ 3 máy Mitsu. Đầu áp thì áp 710 ti xứ. Ti xứ nha, máy này nổ rồi, nổ chạy hết rồi nha anh chị nha. Máy này nè. Máy này bữa kích bình vô là nổ chạy, nổ ok hết rồi. Con này thì khi nào anh chị lấy thì sẽ có két nước cho anh chị luôn ha. Đó, Billabong nè, két nước đồ đầy đủ, nói chung là nếu mà anh chị lấy nguyên con thì em sẽ đưa những cái hệ thống nào mà nó dính trong cái này. Đó, bô lửa rồi này nọ thì còn cái gì em đưa hết cho anh chị, còn anh chị không lấy em sẽ rớt xuống. Báo giá từng chi tiết ha. Cái sườn. Đó, mỗi cái sườn rớt nguyên bộ phận này ra là giá 13 triệu. Giá này chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua những cái hàng này thì anh em chuyển khủng đủ tiền thì bên em sẽ ship hàng cho anh chị tới nhà luôn ha, bất cứ nơi đâu. Đó, còn em mua thêm cái bộ này nữa thì bộ này khoảng tầm mười mấy triệu. Thì anh em mua thì anh em muốn lấy những cái gì đó thì anh em cứ gọi điện thương lượng ha, thì sẽ có cái giá tốt cho anh em đó, nguyên bộ luôn nha anh chị nha. Cái này anh chị mua về nói chung mà gắn vô xong rồi mình chạy lên đồi rồi dốc độ mình phun thuốc đó, mình kéo dây mình phun. Còn mình thích thì mình làm một cái thùng từ đây lên nè anh em đó, để mình chở những cái vật dụng lên trên rẫy mình làm xong chở dời, chẳng hạn như cuốc xẻng hay những vật dụng gì đó, đằng sau nó còn dư một khúc rồi anh em đó, nó rất là tiện ha. Nói chung là hai cầu thì nó chạy rất là khỏe, hai cầu thì anh em biết rồi, quá là khỏe luôn đó. Bộ khung sườn giá 13 triệu trừ cái cục đó ra, anh em lấy cục đó hơn 10 triệu đó, thì anh em cứ liên hệ để mình lấy những cái thứ gì góp theo cái máy đó thì sẽ có giá khác ha chị ha. Rồi anh chị quan tâm liên hệ cho em số điện thoại 0835 585879, 0398 68745, mở thị trấn Mỹ Điền Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.